Quý vị thân mến, đầu tháng 4 vừa qua, Atiso Đà Lạt đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á chính thức công nhận đặt giá trị kỷ lục châu Á cho nhóm món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Ở Việt Nam, Atiso được trồng chủ yếu ở các vùng như Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Sapa, Lào Cai, nhưng nhiều và nổi tiếng nhất vẫn là Atiso ở Đà Lạt. Loại cây này cũng mang lại giá trị kinh tế cao khi có thể sử dụng tất cả các bộ phận từ hoa, lá, thân rễ từ nguyên liệu tươi đến thành phẩm Atiso đều có tác dụng mát gan thông mật lợi tiểu giúp hạ cholesterol trong máu ngoài Atiso đà lạt tổ chức kỷ lục châu á cũng quyết định công nhận thêm 8 kỷ lục châu á khác cho các món ăn nhóm món ăn đặc sản nổi tiếng việt nam do tổ chức kỷ lục việt nam Vietkings kings đề cử trong đó bao gồm các loại bánh dân gian cần thơ thành phố cần thơ xôi chiên phòng đồng nai cơm tấm long xuyên an giang các món ăn từ khóm hậu giang dần dần